về cái tình trạng như là bị nổi mề đay này, bị ngứa này, bị viêm da này, rồi bị dị ứng các thứ á, hầu hết tất cả mọi người đều điều trị theo một cái hình thức, đó là điều trị bề ngoài, điều trị cái ngọn và giải quyết vấn đề bằng cách đó là mình nhìn thấy nó, mình rất là khó chịu và mình mua thuốc tây mình uống này, mình mua thuốc về mình bôi này, rồi thì mình sử dụng rất là nhiều các loại lá chẳng hạn về mình tắm này, rồi thì hoặc là mình bị dị ứng bởi hải sản thì mình kiêng hải sản, mình không dám ăn hải sản và cả đời mình không bao giờ dám ăn hải sản, hoặc là ăn tôm hoặc là ăn cua đấy. Thì theo như mà mình thấy á, nếu như mà các bạn kiêng giữ và điều trị theo kiểu như thế thì vĩnh viễn rằng là chúng ta không bao giờ biết cái lý do tại sao mà chúng ta lại bị mề đay, bị ngứa và bị dị ứng đâu. Bởi vì chúng ta chỉ đi bề ngọn, cơ thể chứa quá nhiều độc tố và nhiễm độc axit sẽ xảy ra cái trường hợp chúng ta rất dễ bị dị ứng với đồ ăn này, đồ ăn kia, rất dễ bị ngứa da và rất dễ bị nổi mề đay. Nếu như chúng ta giải quyết được một cái vấn đề đó là giúp cho cơ thể của mình sạch từ bên trong, giải độc được cho cơ thể và làm cho cơ thể của mình nó không có bị mang tính axit quá, thì chắc chắn cái tình trạng bị ngứa da, rồi thì bị dị ứng, rồi thì bị những cái tình trạng mà mình nói á, nó được cải thiện. Đó là một cái lời cam kết khi mà cơ thể chúng ta được sinh ra là một đứa em bé sơ sinh là mang tính kiềm nhẹ, đâu đó khoảng là 7,3-4 năm gì đó là mang tính kiềm nhẹ. Cái nồng độ pH trong máu của chúng ta nó sẽ có 3 khung. Thứ nhất đó là nếu như cái nồng độ pH trong máu của các bạn á, mà dưới 7 á, thì cái nồng độ pH đó mang tính acid. Nếu mà giữa 7 á, là mang tính trung tính, và trên 7 là mang tính kiềm. Vậy thì khi chúng ta vừa mới sinh ra đời là chúng ta được mang tính kiềm, thì tức là khoảng 7,3-4 năm, đó là một cái môi trường vô cùng lý tưởng, là một cái môi trường vô cùng lý tưởng cho những cái tế bào có lợi phát triển nè, những cái tế bào hạnh phúc phát triển nè. Đó là lý do tại sao mà chúng ta thường thấy là em bé rất ít bệnh và cái sức đề kháng của em bé có thể nói là cực kỳ cao. Và khi mà chúng ta dung nạp cái hàm lượng axit từ thức ăn đấy vào cơ thể thì cái máu kiềm của chúng ta, vốn quý của chúng ta, nó sẽ bị ngả về tính axit. Và các bạn phải biết rằng là cái môi trường axit là cái môi trường vô cùng độc hại, là một cái môi trường kẻ thù của sức khỏe, là một cái môi trường lý tưởng của tế bào ung thư, là một cái môi trường tuyệt vời cho những cái con tế bào có hại nó sinh sôi, và đó là cái thị trấn của nó. Khi mà cái lượng độc tố và cái lượng axit trong cái cơ thể chúng ta nó quá nhiều các bạn, bằng một cái bản năng đào thải độc tố tự thân của chúng ta, nó chỉ có thể đào thải một cái lượng nhất định như thế này thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta đưa vào quá nhiều, vượt cái mức mà khả năng của nó có thể tự đào thải được ấy, thì nó sẽ bị dư thừa axit, dư thừa chất độc, thì nó sẽ không có bài tiết hết được qua đường nước tiểu, qua đường đại tiện, qua tuyến mồ hôi, thì nó sẽ tìm cách bài tiết qua da cả nhà nha. Nó sẽ bài tiết qua da, và cái lượng axit và độc tố khi mà nó bài tiết qua da thì nó sẽ xảy ra một cái trường hợp là nó sẽ bị tụ và đọng ở trên da. Mà cái độc tố này, cái axit mà khi mà đọng trên da thì nó sẽ gây viêm loét và tạo khuẩn trên da, xảy ra cái trường hợp là bị ngứa và nổi mề đay, bị dị ứng rất là nhiều. Nếu như mà cơ thể chúng ta mang tính kiềm đi, kiềm là gì? Kiềm, mọi người nên hiểu một cách nôm na như này, kiềm là một cái môi trường vá lành vết thương, còn axit là một cái môi trường làm lở loét cơ thể là axit, còn vá lành vết thương là môi trường kiềm. Vậy thì cái lượng axit khi mà nó tồn đọng và nó đào thải qua da chúng ta, cái lượng axit nó đọng trên da này, độc tố đọng trên da này, thì nó sẽ sao? Làm viêm loét cái da chúng ta và thu hút vi khuẩn tái tạo và sinh sôi nảy nở trên da chúng ta và tạo thành những cái ổ khuẩn như thế. Nếu như mà các bạn uống được nước kiềm sẽ là nhanh nhất. Rồi, và cái vấn đề dị ứng là sao? Mình bị dị ứng với một cái loại thực phẩm nào đó là do, thứ nhất, trong cơ thể của mình đang có sẵn độc tố và cái hàm lượng axit trong cơ thể của mình quá cao. Khi gặp một cái thực phẩm mà mình bị dị ứng, bởi vì trong cái thực phẩm mình bị dị ứng đó nó có một cái chất mà cái chất này nó kích hoạt cho cái độc tố, nó nằm sâu và khuấy động cái độc tố đấy lên, giống như là một cái nước, mình ví giống như là một cái hồ nước ha, hoặc là một cái chậu nước, hoặc là một cái bể cá đi.
chất độc là bùn, nó đang lắng ở dưới, nó đang đọng ở dưới đúng không? Và khi có một cái gì đó nó đi ngang qua hoặc là có một cái cây nó khuấy lên thì tự nhiên những cái bùn đấy nó làm đục ngầu hết cả một cái hồ nước hoặc là một cái chậu nước. Thì cái đục ngầu đó chính là cái độc tố, là cái hàm lượng axit. Cho nên là chúng ta cũng nên hạn chế ăn những cái thực phẩm mà nó làm cho chúng ta dễ bị dị ứng. Nhưng mình cũng không khuyên rằng là chúng ta điều trị theo cách đó, mà chúng ta hãy làm giảm lượng độc tố trong cơ thể này, làm sao để mà cái hàm lượng axit trong cơ thể của mình nó giảm này, làm sao để cái cơ thể của mình nó mang tính kiềm này. Lúc này các bạn hoàn toàn có thể tự tin và ăn những cái thực phẩm mà mình cho rằng là trước đó mình bị dị ứng. Các bạn có thể thử đi. Các bạn có thể thử là làm sạch cái cơ thể mình bằng cách đó là mình uống nước kiềm này, mình ăn thực phẩm kiềm nhiều này, rồi thì mình tập luyện thể dục thể thao này, rồi mình suy nghĩ tích cực này, cái cơ thể của mình nó mang tính kiềm này, rồi thì cái cơ thể của mình được đào thải độc tố. Đó, thì lúc này cái cơ thể mình nó sạch này, các bạn hãy ăn lại những cái thực phẩm mà lúc trước mà nó làm các bạn dễ bị dị ứng á. Đảm bảo luôn các bạn sẽ thấy điều bất ngờ. Mẹ của mình là lúc trước là bị ngứa da và ngứa khủng khiếp á. Cho đến bây giờ mẹ vẫn hay nhắc đó là trời ơi mẹ ngứa, mà cái chị tưởng tượng ra là bị ngứa da mà lúc nào da của mình nó cũng sần, nó không có được mịn màng, không có được đẹp. Đúng thật, đi đâu cũng phải mặc áo kín. Bởi vì sao? Bởi vì cái vết ngứa mình hay cào, mình hay gãi, nó tạo thành những cái vết xước và nó cứ sần hết cả cái da, nó không mịn màng và nó cứ cồ, nó cứ cục lên vậy đó. Và đi đâu mẹ cũng không có dám mặc áo hở tay và chân, cái thứ này kia phải che đi. Bởi vì đó là những cái vết tích của cái việc là ngứa da thường xuyên xảy ra. Và mẹ cũng uống rất là nhiều thuốc nhá, uống thuốc đủ thứ trên đời hết. Rồi thì tắm lá, rồi thì bôi. Và sau đó là mình cho mẹ, khuyến khích mẹ này, từ lúc đó đến bây giờ mấy năm rồi nhá, ăn rau củ quả trái cây nhiều, ít ăn thịt lại, tập luyện thể dục thể thao để đào thải độc tố qua tuyến mồ hôi, và cho mẹ làm thải độc đại tràng bằng cà phê. Các chị biết không, cái tình trạng ngứa của mẹ bây giờ không còn nữa. Mà đó đều là những cái rất là thiên nhiên, và đó đều là những cái rất là tự nhiên chúng ta làm, chứ không phải là chúng ta uống một cái viên thuốc mà nó hết. Bởi vì chúng ta sao? Làm cho cơ thể của mình mang tính kiềm, rồi làm cho cơ thể của mẹ giải phóng được những cái độc tố trong cơ thể, thì lúc này nó không còn cái gì khuấy động ở trong cái cơ thể của mình bằng những cái độc tố đó. Và nó không bị bài tiết qua da nữa, và nó không bị lở lét trên da nữa. Chứ còn lúc trước mẹ của mình ngứa đến mức mà phải lấy kim chích bóp nó ra chảy nước thì mới hạ dạ luôn á, thì mới đỡ được ngứa đó. Và rất là nhiều khách hàng của mình cũng vậy. Mình hay nói đó là môi trường kiềm là cái môi trường phá lành vết thương, và môi trường axit là môi trường độc hại, là môi trường lở lét, đúng không? Thêm một minh chứng nữa, rất nhiều khách hàng của mình đảm bảo rằng là các chị ở đây cũng vậy, nếu đã từng uống nước kiềm, ăn những cái thực phẩm kiềm nhiều, sống lành mạnh. Có nhiều chị uống nước kiềm của mình nha, lúc đầu rất dễ, rất hay bị viêm họng, rất hay bị kiểu như bị lở nhiệt miệng này, bị viêm họng này, bị lở miệng á, kiểu như là cái cổ họng của mình hay bị viêm hay bị lở đó. Nhưng mà từ khi mà uống nước kiềm của mình và ăn những cái thực phẩm kiềm nhiều thì cái tình trạng bị viêm họng, bị lở loét ở trong cái miệng của mình nó không còn nữa. Rất là đơn giản thôi, bởi vì lúc trước cái cơ thể của chị mang tính axit, là một cái môi trường lở loét, gặp bất cứ một cái sự cố gì nó cũng lở loét ra. Còn bây giờ môi trường mà chị đã tạo được cho cái cơ thể của mình là một môi trường rất tuyệt vời và lý tưởng, đó là một cái môi trường kiềm. Bây giờ gặp một cái tác động gì đó thì nó cũng là một cái môi trường phá lành vết thương sẵn rồi. Đó, cơ thể của chị không có nhiều độc tố nữa, nên là nó sẽ vá lành vết thương, và cái tình trạng là bị viêm họng này, bị lở loét này, rồi thì bị nhiệt miệng, nó cũng giảm đi rất là nhiều, và hầu như là không bị gặp phải cái tình trạng đó. Kể cả mình cũng vậy nè, mình uống nước kiềm trường kỳ kháng chiến luôn, và ăn thực phẩm lành mạnh, rất là nhiều những cái thói quen tốt, và mình không còn phải uống thuốc tây từ rất là lâu rồi cả nhà, chắc phải 5 năm nay rồi. Mình không sử dụng thuốc tây luôn, chỉ sử dụng những cái phương pháp là khỏe tự nhiên, khỏe tự thân thôi cả nhà.